Thưa quý vị và các bạn, hoạt động khai thác thủy sản của tỉnh Bạc Liêu những năm qua có bước phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, để khai thác đúng tiềm năng và lợi thế của biển, thì hoạt động khai thác thủy sản Bạc Liêu còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản trên biển vẫn còn phổ biến, đặc biệt là luật thủy sản năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có nhiều điểm mới mà người dân chưa nắm vững. Phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật về khai thác thủy sản cho người dân là chủ đề của chuyên mục khuyến nông kỳ này. Thực hiện mục tiêu đưa khai thác hải sản trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, với nhiều chính sách, nhà nước đã hỗ trợ ngư dân đóng tàu lớn, đầu tư trang thiết bị, ngư lưới cụ, vươn khơi. Do đó, cùng với việc hỗ trợ ngư dân nâng cấp, cải quán, đóng mới những tàu lớn mạnh để bám giữ ngư trường truyền thống, các chủ tàu hoạt động khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá phải chú trọng đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, phục vụ đắc lực cho ngư dân bám biển khai thác, giảm chi phí, giảm thời gian bảo quản sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế là vấn đề cần được quan tâm, nhất là các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ phải được trang bị đầy đủ. Phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, tỉnh Bạc Liêu đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tôm, muối, tập trung khai thác thủy sản xa bờ. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, sản xuất nông nghiệp thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển mở rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Xác định tầm quan trọng của ngành thủy sản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Với những giải pháp tích cực, công tác quản lý hoạt động nghề cá từng bước đi vào nề nếp, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân được nâng lên, sản lượng khai thác tăng lên theo từng năm, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy sản trên biển của ngư dân Bạc Liêu hiện vẫn còn một số hạn chế. Đó là tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, tham gia khai thác không báo cáo, không thực hiện theo quy định pháp luật. Vi phạm phổ biến chủ yếu là tàu khai thác sai nội dung trong giấy phép khai thác, không đánh dấu tàu cá, thiếu trang thiết bị an toàn, không thực hiện ghi nộp nhật ký khai thác và báo cáo khai thác theo quy định. Mặt khác, công tác tuần tra kiểm soát của đơn vị chức năng được triển khai thực hiện hàng năm, song do hạn chế về nhân lực, phương tiện nên chưa duy trì thường xuyên trên biển, chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý triệt để tàu khai thác bất hợp pháp. Tình trạng trên không riêng tỉnh Bạc Liêu, mà đó là tình trạng chung của các địa phương có biển trong cả nước, dẫn đến hệ quả là Ủy ban châu Âu đã cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Luật thủy sản thì được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017 và chính thức có hiệu lực tháng 1 năm 2019. Thì cái luật thủy sản là trong cái luật thủy sản thì nó có nhiều quy định cụ thể hơn, chi tiết hơn về những vấn đề pháp luật quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đó. Thứ hai nữa là cái luật thủy sản ra đời nhằm đáp ứng cái yêu cầu mà trong cái điều kiện mà cái thủy sản Việt Nam là bị EC cũng như các nước đặt nhiều cái rào cản về kỹ thuật giống như thẻ vàng của EC. Cái luật thủy sản ra đời cũng nói chung là giống như là cái bước ngoặt để cho ngành thủy sản Việt Nam là về khai thác thủy sản tiến từ nghề cá nhân dân lên nghề cá có trách nhiệm hơn, nghĩa là khai thác hiệu quả bền vững. Cái thứ hai là cái luật thủy sản thì với những điểm mới cũng đáp ứng cái yêu cầu mà các cái rào cản kỹ thuật của EC cũng như thế giới áp đặt ở Việt Nam. Cái thứ ba là luật thủy sản nó ra đời cũng là đáp ứng cái yêu cầu mà để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC. Đó thì trong luật thủy sản thì cũng quy định rất nhiều điểm mới, nhưng mà chúng ta chắc tập trung một số điểm như là về cái cơ sở dữ liệu để chúng ta thống nhất quản lý để cùng phát triển nguồn lợi thủy sản. Thứ hai đó là cái đồng quản lý nghề cá ven biển để cùng nhau ngư dân và nhà nước cùng nhau là có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển, các cái sông sông ven biển. Cái thứ ba nữa là đặc biệt là trong luật thủy sản có quy định cụ thể các cái điều, các chi tiết, các cái quy định của khai thác bất hợp pháp của EU, quy định là khai thác bất hợp pháp, thì trong đó thì quy định là nhiều điểm mới, giống như là những cái tàu mà tham gia khai thác trong điều kiện hiện tại thì chúng ta phải đáp ứng yêu cầu phải quản lý tàu bằng giấy phép, chứ không phải trước nay ta quản lý bằng công sức hay là bằng đăng ký đăng kiểm. Thì hiện tại thì cái quy định mới là quy định bằng giấy phép, nghĩa là chúng ta cấp hạn ngạch giấy phép cho ngư dân. Thì trong đó thì có những quy định mới, ngoài cái việc cấp giấy phép là cái giấy phép nó quyết định hết tất cả những cái quá trình mà quản lý con tàu, hoạt động con tàu.
nghĩa là mình có hàng ngạch giấy phép mình mới được đi đóng tàu, mới được tham gia khai thác thủy sản. Thực hiện chỉ thị số 45 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 35 về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trên cơ sở kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở thành lập tổ kiểm soát nghề cá, gồm các thành viên của Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu và trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào, Cái Cùng, Nhà Mát. Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá đặt tại Ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu. Các đồn biên phòng được Ban chỉ đạo tỉnh giao nhiệm vụ thường trực về công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra, đồng thời kiểm soát tất cả tàu thuyền ra vào hoạt động trên biển. Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân hiểu rõ luật thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế cũng như các biện pháp bảo tồn và quản lý nguồn lợi gắn với kế hoạch quản lý nghề cá, kiểm soát cường lực khai thác hải sản, đảm bảo sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản. Luật mới của luật thủy sản năm 2019 này so với thời gian cấp trước của tôi thì luật này nó cũng phát sinh ra cũng so với xử phạt thì nó cũng khá cao so với những thập niên trước mà thời gian trước mà tôi mần vậy đó. Thì anh lo ngại như thế thì trong để hạn chế những cái rủi ro cũng như vi phạm thì anh phải chấp hành quy định của nhà nước như thế nào? Thì bây giờ thì mình cũng phải tuân theo cái mà quy định của nhà nước để mình khai thác cho nó đúng tuyến đúng đồ, rồi bên cạnh đó thì cũng có bà con anh em ngư dân này kia mình cũng tuyên truyền phổ biến cho anh em như bà con ngư dân rồi cho biết được luật thủy bây giờ là xử phạt cao vậy đó để anh em đừng có mà vi phạm. Theo như nuôi biển thì tôi thì cũng có trang thiết bị là cứu sinh, phao áo đồ này kia, rồi ngư lưới cụ thì cũng theo cái quy định mắc lưới của nhà nước thì chạy cũng phải đúng tiếng mà quy định của nhà nước cho đó, kéo ở cái khu vực nào và biển thuộc nào thuộc lĩnh vực mình khai thác vậy đó. Một số quy định mới giống như là cái tàu bà con từ 15 tới từ 6 mét tới 12 mét, từ 6 mét trở lên thì bắt buộc phải có giấy phép. Còn tàu từ 15 tới trở lên thì phải bắt buộc phải có thiết bị giám sát. Riêng những cái tàu mà từ 24 mét trở lên phải có thiết bị giám sát tự động. Hiện tại thì tỉnh mình đã có cái lộ trình, có kế hoạch, đã có cái lộ trình lắp đặt thì cũng bà con cũng sớm lắp đặt để cho đúng theo quy định. Một cái nữa thì về trong luật cũng quy định rõ một số điều là khai thác bất hợp pháp, giống như là nó có mười mấy vấn đề trên lĩnh vực khai thác. Thì xưa thì bà con biết khai thác là sai dùng sai tiếng, gọi là sai thác vi phạm. Hiện tại thì trong cái khai thác bất hợp pháp này, trong cái luật thủy sản đã đề cập tới cái vấn đề khai thác, bà con khai thác không có giấy phép, bà con khai thác sai dùng, sai tiếng, sai nghề, sai kích thước mắc lưới, sai nội dung như trong giấy phép cũng là một cái quy định trong khai thác bất hợp pháp. Đó, rồi trong cái việc mà bà con khai thác mà không có trang bị thiết bị giám sát, không mở thiết bị giám sát cũng là một cái quy định cấm khai thác, được gọi là khai thác bất hợp pháp. Ngoài ra thì bà con tham gia khai thác thì cũng chú ý là khai thác không qua vùng biển các nước. Thì cái hành vi này là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà gỡ bỏ thẻ vàng. Thì EC quy định mình đã lực quá rồi, đưa vào lực rồi, bà con khai thác trái phép vùng biển các nước nó mà không có đúng quy định thì bị bắt, thì gọi là khai thác bất hợp pháp. Ngoài ra thì một số vấn đề khi mà lắp đặt thiết bị thì phải mở thiết bị đâu đúng quy định nó, thì cái việc đó thì trong cái luật thủy sản đã đề cập. Thì vì vậy cho nên là cái luật thủy sản mới nó có nhiều điểm mới mà nó tạo điều kiện cho mình là hoàn thiện cái cơ sở pháp lý, hoàn thiện cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến quyền lợi của bà con ngư dân, cũng rất mong bà con ngư dân khi tham gia khai thác thì cũng chấp hành nghiêm túc cái quy định của pháp luật. Nói chung về là quy định về tàu phải có giấy phép, người thuyền trưởng phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, rồi tất cả quy định về là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, rồi cái quy định về ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác.
rồi một số quy định khác như là phải thông báo ra vào cửa tại cửa gành hào, thì chúng ta phải khi ra cửa chúng ta phải khi vào chúng ta báo với văn phòng đại diện, khi ra chúng ta báo với văn phòng đại diện, khi lên cảng thì khi lên cá phải có sự giám sát của cái lực lượng chức năng của cảng để chúng ta thực hiện đúng quy định khai thác bất hợp pháp. Về phía cái chính quyền địa phương thì cũng rất mong là chính quyền địa phương cùng vào cuộc cùng với ngành nông nghiệp cũng như là với sự lãnh đạo của ủy ban tỉnh ủy thì các địa phương cũng quyết tâm vào cuộc để chống khai thác bất hợp pháp, nghĩa là tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện chấp hành luật thủy sản mới để cùng nhau là chống khai thác bất hợp pháp bảo vệ loài thủy sản. Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều điều khoản rất quan trọng, được quy định rất chi tiết và cụ thể. Đối với người dân khai thác thủy sản cũng cần nắm rõ những điều khoản quan trọng này. Về hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp, Điều 60 Luật Thủy sản năm 2017 quy định: 1. Khai thác thủy sản không có giấy phép. 2. Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 3. Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. 4. Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác. 5. Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép. 6. Che giấu, giả mạo hoặc quỷ chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 7. Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 8. Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng. 9. Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định. 10. Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 11. Tạm nhập, tái xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp. 12. Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định. 13. Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực. 14. Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực. Về xử phạt vi phạm quy định dùng khai thác thủy sản, Điều 21 Nghị định 42/2019 của Chính phủ quy định: 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ tỉnh khác. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, khai thác thủy sản tại vùng lộng hoặc vùng khơi. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, dùng lòng. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc dùng lòng. 6. Đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng, trừ nghề câu tay mực, khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này, thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này.